Xin chào các em, hôm nay cô sẽ giới thiệu tới các em về đặc điểm chung cuối cùng của thiên nhiên, của tự nhiên nước ta, đó chính là thiên nhiên phân hóa đa dạng. Sau khi các em đã đọc xong 3 đặc điểm chung của tự nhiên nước ta, thứ nhất đó là đất nước nhiều đồi núi, thứ hai đó là thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển, và thứ ba đó là thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ vào đặc điểm cuối cùng, đó là thiên nhiên phân hóa đa dạng. Và trong bài này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu qua 3 video, tức là qua 3 bài giảng. Với mỗi bài giảng thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cách phân hóa đa dạng khác nhau. Và ngày hôm nay, video đầu tiên thì cô sẽ giới thiệu tới các em, đó chính là thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc Nam. Thiên nhiên phân hóa theo chiều Bắc Nam của đất nước, tức là thiên nhiên phân hóa theo chiều vĩ độ, tức là từ phía Bắc vào tới phía Nam nước ta. Vậy bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao thiên nhiên nước ta lại có sự phân hóa theo chiều Bắc Nam, theo chiều vĩ độ như vậy. Một nhỏ nguyên nhân. Thì có những nguyên nhân như sau chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất, và đây cũng là nguyên nhân chủ yếu, đó là nguyên nhân chủ yếu đó là do sự thay đổi của khí hậu. Thì như các em đã biết, lãnh thổ nước ta là một lãnh thổ kéo dài, cụ thể kéo dài từ 8 độ 34 phút Bắc tới 23 độ 23 phút Bắc, kéo dài trên gần 15 độ vĩ tuyến. Do vậy đã làm cho góc nhập xạ của chúng ta cũng thay đổi từ Bắc vào Nam. Cụ thể đó là góc nhập xạ sẽ tăng dần từ Bắc vào Nam, làm cho nền nhiệt độ của chúng ta cũng tăng dần từ Bắc vào Nam. Tại sao lại như vậy? Thì các em biết rằng do ở phía Nam của nước ta, ở miền Nam nước ta có vĩ độ gần với khu vực xích đạo hơn, nên nó nhận được góc chiếu sáng cũng như nhận được lượng nhiệt nhiều hơn, do vậy sẽ có nhiệt độ cao hơn. Còn ngược lại, ở miền Bắc nước ta do nằm gần chỉ tuyến Bắc hơn nên sẽ nhận được góc chiếu sáng cũng như nhận được lượng nhiệt nhỏ hơn, do vậy sẽ có nhiệt độ trung bình nhỏ hơn. Đây là nguyên nhân chủ yếu. Ngoài ra thì còn có nguyên nhân sau, đó là do sự kết hợp giữa yếu tố địa hình kết hợp với hoàn lưu gió mùa, mà cụ thể đó là địa hình. Thì nước ta có địa hình có một số dãy núi chạy kéo dài theo hướng Đông Tây, ví dụ như dãy Hoành Sơn và đặc biệt là dãy Bạch Mã, kết hợp với yếu tố gió mùa, mà đặc biệt đó chính là gió mùa mùa đông, hay còn gọi là gió mùa đông bắc, thì làm cho sự phân hóa bắc nam của chúng ta trở nên sâu sắc hơn. Bởi các dãy núi chạy theo hướng đông tây như dãy Hoành Sơn, dãy Bạch Mã đang ngăn sự ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, gió mùa mùa đông xuống phía nam nước ta, và gió mùa mùa đông bị chặn lại hoàn toàn ở dãy Bạch Mã, làm cho miền Bắc của nước ta thì có một mùa đông lạnh làm hạ thấp nhiệt độ, trong khi đó miền Nam hoàn toàn không ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, không có một mùa đông lạnh, do vậy nền nhiệt độ quanh năm cao. Chính vì vậy chúng ta thấy nguyên nhân thứ hai đó là sự kết hợp của yếu tố địa hình với hoàn lưu gió mùa đã làm sâu sắc thêm sự phân hóa bắc nam. Như vậy chúng ta có thể ghi hai nguyên nhân sau. Một, nguyên nhân chủ yếu là do khí hậu. Chủ yếu là do khí hậu. Và yếu tố làm sâu sắc thêm đó là yếu tố địa hình kết hợp với gió mùa, hoàn lưu gió mùa, mà ở đây cụ thể là gió mùa đông bắc, đã làm sâu sắc thêm cái sự phân hóa bắc nam này. Đây là nguyên nhân. Vậy thứ hai, chúng ta sẽ đi tìm hiểu biểu hiện. Biểu hiện của sự phân hóa bắc nam này thì thiên nhiên nước ta phân hóa ra làm hai miền, đó là phần lãnh thổ phía bắc và phần lãnh thổ phía nam. Vậy sự khác nhau này được thể hiện ở đâu? Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu A nhỏ, đó là phần lãnh thổ phía bắc. Vậy từ lúc nãy chúng ta đã nói mãi đó là chia ra làm hai miền Bắc Nam. Vậy cụ thể ranh giới của hai miền Bắc Nam này ở đâu? Đó chính là chúng ta sẽ ghi ranh giới. Thì ranh giới để phân ra hai miền Bắc Nam của tự nhiên nước ta đó chính là ở dãy Bạch Mã, tức là chính là cái dãy đã ngăn lại, chặn lại hoàn toàn của gió mùa đông bắc ở nước ta. Tức là từ vĩ tuyến 16 chúng ta có thể ghi đây là dãy Bạch Mã trở ra, hay là từ vĩ tuyến 16 độ bắc trở ra phía bắc của nước ta. Đây là ranh giới. Và thứ hai, chúng ta đi vào
thiên nhiên ở đây, thiên nhiên, đặc điểm thiên nhiên của phần lãnh thổ phía Bắc. Có thể nói thiên nhiên của phần lãnh thổ phía Bắc này đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có một mùa đông lạnh. Vậy nó được thể hiện ở đâu? Thì được thể hiện những ý sau. Đầu tiên đó là khí hậu nhiệt đới được thể hiện ở nhiệt độ trung bình năm của phần lãnh thổ phía Bắc là cao trên 20 độ C. Thứ hai đó là do ảnh hưởng mạnh mẽ, đây là vùng ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa đông bắc của nước ta, nên trong năm có một mùa đông lạnh kéo dài từ 2 đến 3 tháng, thậm chí có những nơi kéo dài từ 3 đến 4 tháng, làm cho nhiệt độ xuống dưới 18 độ C. Do ở những vùng núi cao, ở những vùng núi cao thì nhiệt độ có thể xuống tới dưới 10 độ C, hay đặc biệt những vùng núi cao của nước ta, ví dụ như là vùng Sapa, Lào Cai, hay ở vùng Mẫu Sơn, hay là ở vùng núi Hà Giang, thì nhiệt độ có những ngày xuống tới dưới 5 độ C, nhiệt độ xuống rất là thấp. Và khí hậu và mùa đông lạnh này được thể hiện rõ rệt nhất đó là ở vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng của nước ta. Biểu hiện thứ ba đó là, đấy là đối với mùa đông. Còn đối với mùa hạ của miền khí hậu phía Bắc thì nhiệt độ trung bình khá là cao, trên 25 độ C và mưa nhiều. Do có sự khác nhau giữa giữa mùa đông và mùa hạ như vậy, mùa đông thì lạnh, mùa hạ thì nóng, nên làm cho biên độ nhiệt của khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc khá là cao, dao động từ 10 đến 15 độ C. Như vậy chúng ta có thể thấy thiên nhiên biểu hiện được đó là thiên nhiên ở đây chủ yếu là thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa. Gió mùa, có mùa đông lạnh. Đấy là đặc trưng. Và được thể hiện ở nhiệt độ trung bình năm, mùa đông, mùa hạ và biên độ nhiệt. Và cảnh quan, bây giờ chúng ta sẽ sang đó là cảnh quan. Và cảnh quan tiêu biểu cho vùng khí hậu phía Bắc, phần lãnh thổ phía Bắc, đó chính là rừng nhiệt đới ẩm gió mùa. Và rừng này được thể hiện như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là chính cái sự phân mùa nóng và lạnh của khí hậu đã làm thay đổi cảnh sắc thiên nhiên của phần lãnh thổ phía Bắc. Chúng ta thấy rằng vào mùa đông thì trời nhiều mây, ít mưa và thời tiết lạnh. Trong khi đó vào mùa hạ thì trời nắng nóng, mưa nhiều và cây cối xanh tươi. Trong khi đó mùa đông thì cây cối rụng lá. Và đặc điểm thứ hai về cảnh quan đó là trong rừng thì xuất hiện nhiều thành phần loài động vật có nguồn gốc nhiệt đới, như các loài thực vật thuộc họ dầu, họ đậu, họ dâu tằm, vân vân, và các loài động vật như các loài công, trĩ, khỉ, nai, vượn. Ngoài ra thì điển hình ở phần lãnh thổ phía Bắc, chúng ta thấy còn xuất hiện nhiều loài có nguồn gốc cận nhiệt, như là các loài rẻ re hay là các loài động thực vật có nguồn gốc ôn đới, ví dụ như là sơ mu, pa mu hay là pơ mu, hay là các loài họ thông. Và đặc biệt là có các loài thú lông dày để chịu rét, ví dụ như là gấu và chồn. Như vậy trên đây cô đã giới thiệu tới các em về đặc điểm khí hậu cũng như cảnh quan thiên nhiên của phần lãnh thổ phía Bắc. Bây giờ chúng ta sẽ sang đi tìm hiểu phần lãnh thổ phía Nam nó có những đặc điểm gì khác so với phần lãnh thổ phía Bắc. Thì chúng ta sang phần B, đó là phần lãnh thổ phía Nam. Thì đầu tiên chúng ta cũng đi vào ranh giới của nó. Ranh giới thì là từ dãy Bạch Mã trở vào Nam, tức là từ 16 độ Bắc trở vào. Còn đây là 16 độ Bắc trở ra, thì đây là từ 16 độ Bắc trở vào. Thì thiên nhiên của phần lãnh thổ phía Nam này đặc trưng cho vùng khí hậu cận xích đạo gió mùa. Ở miền Bắc chúng ta thấy rằng là thiên nhiên là nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh, thì ở phần phía Nam thiên nhiên sẽ đặc trưng là thiên nhiên cận xích đạo của vùng khí hậu cận xích đạo, thiên nhiên của vùng cận xích đạo, và không có một mùa đông lạnh, cận xích đạo gió mùa và không có một mùa đông lạnh. Ở đây thì sẽ lại có mùa mưa và mùa khô phân hóa rất là sâu sắc. Vậy cụ thể được biểu hiện trong thành phần khí hậu và cảnh quan như thế nào? Thì đầu tiên đó là khí hậu. Chúng ta thấy rằng là khí hậu ở đây là khí hậu cận xích đạo,
được thể hiện ở đầu tiên đó là nền nhiệt độ trung bình năm trung bình cao trên 25 độ C, không có tháng nào nhiệt độ xuống dưới 20 độ C cả. Và biên độ nhiệt năm do nhiệt độ trung bình quanh năm rất là cao, 12 tháng, tháng nào cũng rất là cao, nên biên độ nhiệt năm rất là nhỏ, không giống như phần lãnh thổ phía Bắc, biên độ nhiệt năm dao động rất lớn, từ 10 đến 15 độ C. Ở miền Nam này chỉ có dao động khoảng từ 2 đến 3 độ C mà thôi. Bởi vì chúng ta thấy rất rõ miền Nam thì không ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, nên không có mùa đông lạnh, nhiệt độ hạ thấp, mà quanh năm nhiệt độ cao. Và khí hậu ở đây thì khí hậu gió mùa được thể hiện rõ rệt, đó là có sự phân hóa giữa mùa mưa và mùa khô rất là sâu sắc nhất cả nước. Và ý thứ hai chúng ta sang đó là về thiên nhiên, về cảnh quan. Thì cảnh quan thiên nhiên ở phần lãnh thổ phía Nam này đặc trưng đó là rừng cận xích đạo gió mùa. Rừng cận xích đạo gió mùa được thể hiện ở thành phần loài động thực vật như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là ở đây thành phần loài động thực vật thì chủ yếu có nguồn gốc xích đạo và nhiệt đới. Và nhiệt đới thì lại từ phương Nam, vì có nguồn gốc từ Mã Lai và Indonesia đi lên, hoặc là từ phía Tây có nguồn gốc từ Ấn Độ hay là Myanmar di cư sang. Và trong rừng thì xuất hiện nhiều loài cây chịu hạn rụng lá về mùa khô. Điển hình là chúng ta có thể thấy là các cây họ dầu, hay là còn có rừng nhiệt đới khô xuất hiện ở Tây Nguyên. Và ở miền Nam này, phần lãnh thổ phía Nam này, chúng ta thấy rằng là còn xuất hiện một loại rừng rất là đặc trưng của vùng nhiệt đới, đó chính là hệ sinh thái rừng ngập mặn có rất nhiều ở vùng bán đảo Cà Mau, vùng ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hay là ở Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh. Tóm lại là ở vùng ven biển có hệ sinh thái rừng ngập mặn rất đặc trưng của vùng nhiệt đới. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng là hệ động vật ở đây thì rất là tiêu biểu cho vùng khí hậu nhiệt đới và xích đạo, như là chúng ta có thể thấy các loài thú lớn, ví dụ như là voi, báo, hổ hay là báo rừng, và các loài ở vùng đầm lầy thì có các loài chăn rắn và cá sấu rất là đặc trưng. Chúng ta thấy có thể rõ rệt đó ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, ở vùng Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây đấy ạ, xuất hiện rất nhiều các loài chăn rắn và cá sấu này. Như vậy bài học ngày hôm nay cô đã giới thiệu tới các em về thiên nhiên phân hóa đa dạng theo chiều Bắc Nam. Cụ thể chúng ta đã phân hóa phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam, tìm hiểu được nguyên nhân của sự khác nhau, tìm hiểu được sự khác nhau về đặc điểm khí hậu cũng như là đặc điểm cảnh quan ở đây. Cô mong rằng sau bài học này các em có thể tự vẽ cho mình một sơ đồ tư duy để thấy được sự khác nhau giữa hai phần lãnh thổ này. Chúc các em học tốt. Cảm ơn các em.